độc lập cách mạng tháng tám thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ở Hồ Chí Minh.